Sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng thống Putin đến Việt Nam nhưng là lần thứ năm ông đến đây trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Trưa ngày 20 tháng 6, lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra trang trọng tại phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Tô Lâm. Khoảng hơn 12 giờ trưa cùng ngày, đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến phủ chủ tịch. Đây là lần đầu tiên chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin gặp nhau trên cương vị mới. Đây cũng là lễ đón cấp nhà nước thứ tư tại phủ chủ tịch tính từ đầu năm 2024, với nghi thức cấp cao dành cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiểu khai nước trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác được bắn từ khu vực Hoàng Thành Thăng Long. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho nhau những cử chỉ hành động thân mật. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ có cuộc hội đàm quan trọng, nghe giới thiệu về các văn kiện được ký kết và gặp cỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. Chiều ngày 20 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, tạo xung lực mới cho hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy hợp tác song phương. Cuộc hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng chiều ngày 20 tháng 6 nối dài danh sách các cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Liên bang Nga. Khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến đặt vòng hoa ở Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tổng thống Nga cúi đầu trước vòng hoa mang quốc kỳ Nga khi đến viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì tiệc chiêu đãi tổng thống Nga Vladimir Putin. Khoảng 22 giờ cùng ngày, tổng thống Nga Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao di chuyển ra sân bay Nội Bài để lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc hội đàm với tổng thống Vladimir Putin tại trụ sở Trung ương Đảng chiều 20 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam ủng hộ nước Nga đóng góp tích cực vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, chính sách hướng đông của nước Nga, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, vững mạnh có uy tín và vị thế ngày càng cao cũng phù hợp với lợi ích lâu dài của Nga ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh tình hình thế giới đang chuyển biến nhanh chóng phức tạp sang cục diện đa cực đa trung tâm đòi hỏi các nước thực hiện chính sách hòa bình bình đẳng không đối đầu hợp tác phát triển tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế Việt Nam mong rằng Tổng thống Vladimir Putin và Liên bang Nga tiếp tục quan tâm ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, những quyền lợi ích chính đáng của Việt Nam, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, việc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC sớm đạt được bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực thực chất liên quan đến tình hình ở Ukraina, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn sớm có đối thoại chấm dứt chiến sự, nối lại đàm phán để đạt giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo đảm những lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại thương lượng theo hướng đó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin về việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có việc củng cố mạnh mẽ quan hệ với các nước láng giềng, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối quốc phòng 40. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam và gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của Liên bang Nga, mối quan hệ khai nước đã được thử thách qua thời gian, phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới trong quan hệ hai nước. Chia sẻ về các ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề quốc tế khu vực cần dựa trên luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc giải quyết hòa bình các tranh chấp về vấn đề biển đông tổng thống nga ủng hộ việc giải quyết hòa bình vấn đề biển đông dựa trên luật pháp quốc tế tổng thống vladimir putin cũng đề cập đến quan điểm của nga về cuộc xung đột ở ukraina tổng thống vladimir putin bày tỏ nhất trí về các phương hướng hợp tác theo đề nghị của tổng bí thư nguyễn phú trọng hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau theo đó sẽ thúc đẩy các chuyến thăm trao đổi ở các cấp trên các kênh đảng nhà nước quốc hội tích cực phát triển hợp tác kinh tế thương mại đầu tư khoa học kỹ thuật và củng cố hợp tác quốc phòng an ninh cùng nhau trao đổi giải quyết một số khó khăn tồn tại phù hợp với luật pháp quốc tế và điều kiện cụ thể của mỗi nước đối với lĩnh vực năng lượng và dầu khí hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của hai nước thực hiện hiệu quả những dự án hiện có đồng thời mở rộng các dự án đầu tư với sự tham gia của các công ty dầu khí quốc gia trên lãnh thổ hai nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại nga làm việc và sinh sống ổn định lâu dài tại nga góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Nhân dịp này, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Hà Nội. Bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 6 năm 2024. Trưa 20 tháng 6, lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, phó thủ tướng chủ tịch phân ban việt nam trong ủy ban liên chính phủ việt nam nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật trần hồng hà ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội trưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nga nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước lê khánh hải ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công an lương tam quang ủy viên trung ương đảng bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Trợ lý Chủ tịch nước Tô Ân Sô. Đông đảo các cháu thiếu nhi và quần chúng nhân dân thủ đô đã vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga. Đây là lần thứ năm Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tới Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga 1994-2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Vladimir Putin tiến vào Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Tô Lâm nồng nhiệt chào đón Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu đoàn cấp cao Lê Bang Nga. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Vladimir Putin bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước thể hiện sự coi trọng chuyến thăm trong nghi thức lễ đón, 21 loạt đại bác hùng tráng đã vang lên chào mừng Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sau khi nghe quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp đó hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt nam liên bang Nga phát triển rất tốt đẹp, nhanh chóng, toàn diện, là một mô hình trong quan hệ hợp tác cùng có lợi, bình đẳng, phù hợp với lợi ích vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.